Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn sau khi nhận được tin báo về vụ việc đột nhập cướp tài sản tại một ngôi nhà thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, đội cảnh sát hình sự công an quận đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ thành công thủ phạm. Vụ việc bắt đầu xảy ra vào sáng ngày 31 tháng 8. Đối tượng đã đột nhập vào một ngôi nhà thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, dùng dao khống chế nạn nhân, cướp đi một túi sách bên trong có 8 triệu đồng. Tại hiện trường, từ những dấu vết khác nhau, các điều tra viên nhận định giữa nạn nhân và hung thủ đã có sự giằng co quyết liệt và đối tượng này hết sức nguy hiểm, manh động, liều lĩnh. Tích cực triển khai tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an quận Sơn Trà đã rà soát, truy xét với quyết tâm cao độ phải truy bắt thành công đối tượng, đảm bảo an bình cho nhân dân trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cho nên là đối tượng rất đặc biệt nguy hiểm, manh động, được sự lãnh đạo công an quận chỉ đạo đội hình sự tập trung cùng các đội nghiệp vụ công an phường Bắc tiến hành rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự về tội chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Qua đó thì đội hình sự đã phát hiện được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Vĩ Hùng sinh năm 1995 trú tại phòng 211 chung cư Tiên Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Bằng nỗ lực tối đa, chỉ vòn vẹn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, đội cảnh sát hình sự công an quận Sơn Trà đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Vĩ Hùng 27 tuổi, trú tổ 10 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Khi Hùng đang trên đường bỏ trốn, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, đối tượng Hùng luôn giữ thái độ bình thản, thuật lại một cách rành rọt chi tiết vụ việc. Thì thấy nhà bị hại mở cửa, thì với dừng xe trước cửa đi vô, thì trong nhà thì không có cửa, đi vô thì đi thẳng xuống nhà bếp, thì vô tình đi chỗ cầu thang thấy con dao chỗ kệ bếp thì mới bỏ bọc sau túi. Thì trong khi đi lên thì lần hai thì dừng vô thấy nhà, thấy trong phòng có tiếng điện thoại, thì mới nhìn vô thấy người bị hại đang ngủ mà mở nhà. Thì khi mà bước chân vô phòng thì người bị hại là chưa ngủ, đang nghe nhạc, quay lại thì phát hiện. Thì trong lúc phát hiện thì tôi có chạy tới và khống chế người bị hại, ụp xuống nệm và kêu đưa tiền đây. Vụ việc này cũng là hồi chuông cảnh báo người dân cho việc lơ là, mất cảnh giác, bảo vệ tài sản, thậm chí là tính mạng của mình. Qua đây, bản thân tôi cũng muốn nêu cao tinh thần cảnh giác cho người dân. Khi ra vào nhà phải luôn luôn đóng cửa, không để sơ hở cho các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Thành tích của đội cảnh sát hình sự công an quận Sơn Trà trong việc nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Vĩ Hùng đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, vì nhân dân phục vụ và góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng bốn an, yên bình, đáng sống.